Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện Yên Mỹ là các F1 đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân thứ nhất có mã số 13992, sinh năm 2003 ở thôn Đỗ Xá, thị trấn Yên Mỹ, là bạn học của bệnh nhân 13377. Bệnh nhân thứ hai có mã số 13993, sinh năm 1977 ở thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng, là chồng của bệnh nhân 13632, chủ quán cắt tóc gội đầu. Trường hợp này đã cắt tóc cho bệnh nhân 13376 là lái xe tuyến Bắc Nam vào ngày 17 tháng 6. Cả hai trường hợp này đã được cách ly tập trung từ ngày 21 tháng 6 tại khu cách ly Đại học Công đoàn cơ sở 2. Từ ngày 21 tháng 6 đến nay, toàn tỉnh ra soát được 332 F1, xét nghiệm 308 trên 332 F1 âm tính lần 1. Huyện Kim Động vừa ra soát được 5 nhóm, gồm 11 lái xe tuyến Bắc Nam có tiếp xúc gần với F0 là chủ quán cơm ở tỉnh Phú Yên và trở về địa phương những ngày gần đây. Hiện tại các lái xe đều có sức khỏe bình thường, đã được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Huyện Tiên Lữ cũng ra soát được một trường hợp đi cùng chuyến xe có 3 F0 ở tỉnh Thái Bình. Đến nay, tỉnh Hưng Yên cơ bản hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3 với trên 10.000 liều.